Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 2.7 triệu top cần OEC và 900 triệu top cần OEC dành cho top ghép nè. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Telegram sẽ tắt chat chatbot nào bạn. Rồi các bạn lướt cấp xa đi vô bot nha bạn, 1.2 90 cộng 10 bạn 1.2 nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh kênh group nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục bạn follow tại Twitter và retweet bot nè. Trên tại Twitter nó thì bạn theo dõi nè. Các bạn like, các bạn chích dẫn, các bạn viết để game tăng dạng người bạn mình vào các bạn. Hoặc có thể tại tweet. Sau đó bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục like và retweet pin bot nè. Con này hay gao luôn hay ta. Rồi các bạn pin bot này bạn. Bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho tweet nè. Các bạn dán hashtag 5 người bạn cái nữa các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn follow Ligawin nè. Để mình login các bạn. Trên Ligawin thì các bạn follow các bạn. Rồi sau khi follow xong thì bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa. Sau khi subscribe kênh YouTube xong thì bạn mới đắp lên nè. Các bạn follow, like và tweet nữa cái nữa nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Các bạn cho anh tiếp kênh Telegram đó nè. Rồi bạn bấm submit tên nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Rồi tiếp tục con đèn là username tại Twitter các bạn đã follow dán nè các bạn. Follow submit medium. Trên đây nó đâu có nè. Rồi các bạn follow minimum nè các bạn. Sorry các bạn, nay mình đã sót một cái minimum nè các bạn. Rồi trên minimum mình bị lỗi rồi, mình không thể follow được thì bạn bấm skip minimum bạn tắt nha bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link Ligawin nè. Thì các bạn nhấp vào Ligawin nè. Này get it ta. Submit đường link Ligawin profiling hoặc là get it. Tại Ligawin get it đâu. Mình chưa follow get it nữa nè các bạn. Rồi trên get it thì các bạn join vào community luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập vào bywatch nè. Các bạn nhập vào avatar của mình nè. Các bạn nhập ba anh cùng nè. Các bạn sao chép đường link get it mình đi các bạn. Rồi gọi cho bot nè. Rồi còn hỏi có subscribe kênh YouTube không, còn bấm set nè. Tiếp tục gỡ đường link profile tại YouTube mình nha các bạn. Trên YouTube thì các bạn nhấp vào Anamata của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Nhấp vào ba kênh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép đường liên kết nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot nè. Submit đường link Mida Sale tại Twitter. Submit. Vâng. Rồi nó kêu các bạn chia sẻ cái video hồi nãy nè các bạn. Các bạn nhấp vào một video này nè. Subscribe YouTube đâu ta. Đây nè. Rồi. Các bạn like cái video nó cái nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè. Rồi bạn tweet cái nè. Rồi bạn bấm đăng test nha tất cả các bạn. Sau đó thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra like nè. Các bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái đường link video này, các bạn sẽ chép liên kết nè. Sau đó các bạn gửi lại cho bot nè. Sau đó bấm Z nè. Sau đó nó hỏi có son vào này không, bấm Z luôn các bạn.
Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ ETH trên giấy chocolate của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ trên giấy chocolate của mình nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn xoắn sợi gấp cho bot luôn các bạn. Rồi bạn xoắn sợi xong thì bạn bấm don, bấm cơm lách để gấp, bấm balance để chết số cầm gấp được nè. Ok, mình đã nhận được 2,3 triệu token OIC nè, vì mình đã không bỏ qua nhiệm vụ minimum nha các bạn. Các bạn gì dịp tên ghép mình chia sẻ cho bạn bè những cái thằng để kiếm thêm token nha các bạn. Những video mình đã đem với thuộc mình, chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.